Tên 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 lo gì đây? Ok ha, đây là cái chép của chép 250 của chép chữ khác 6 ơ. Nhiều anh em thắc mắc tại sao nó không 8 ơ mà lại 6 ơ. Thì hôm nay mình giải đáp cho anh em luôn. Tại vì nó là 6 ơ. Tại vì nó dùng chiên cho lo kéo thì phải sử dụng 6 ơ. Âm thanh nó mới là chiên cho lo kéo. Âm thanh mới mới nó là vang xa được. Ok ha. Trong video này mình đã giải đáp thắc mắc cho anh em hỏi rất nhiều. Chở kháng sao không 8 ơm mà lại 6 ơm. Ok chưa? Hôm nay mình đã thỏa mãn chưa? Lo kéo phải sử dụng chép 6 ơm, âm thanh nó mới vang xa, âm thanh nó mới cực hay được, cực bén được. Thì anh em cứ thử so sánh chất âm, trải nghiệm âm thanh thực tế để cảm nhận.